Được xem là không gian tâm linh vô cùng thiêng liêng và chi phối tới hưng vượng của gia chủ. Vậy với vị trí đặt bàn thờ, phong thủy có cái yêu cầu cụ thể ra sao thưa thầy ạ? Vâng, cả dương trạch tứ yếu và tứ quyết ở trong phong thủy đều nhấn mạnh các yếu tố thờ tự hay là không gian bàn thờ. Thì rõ ràng đây không chỉ là yếu tố thể hiện cho đạo hiếu mà còn là điểm tựa tâm linh quan trọng trong đời sống của con người Á Đông chúng ta, đúng không ạ? Vâng, có rất nhiều yếu tố thể hiện cho truyền thống gia phong của một gia đình. Sẽ không là nói quá khi mà chúng ta nhận định rằng thiết đặt một bàn thờ gia tiên chỉn chu cũng là một trong các yếu tố thể hiện rõ nhất cho điều này, đúng không ạ? Đó là chưa kể là một trong các yếu tố chi phối lớn nhất đến vận trình hay là sự thành bại của một con người đến từ phúc phần của gia tiên. Đúng với câu là âm phủ dương trợ mà chúng ta vẫn thường nghe. Và đối với cả phong thủy chính phái thì đây chính là yếu tố thần trợ trong tứ quyết thiên địa nhân và thần trợ. Vậy thì chúng ta phải đặt bàn thờ sao cho đúng. Một vị trí đắc địa của bàn thờ gia tiên theo phong thủy sẽ tuân theo các nguyên tắc nào? Tôi sẽ đi vào một số các cái nội dung như sau. Đầu tiên là chúng ta cần phải đặt tại phương vị tốt về phong thủy. Bàn thờ gia tiên lý tưởng ngoài yêu cầu tránh các phạm quỵ ngoại quan thì trước tiên là cần phải được đặt tại phương vị cát lợi về phong thủy. Về các vị trí bất lợi cho công năng này tôi đã chia sẻ rất là nhiều rồi, thì các bạn có thể truy cập trên kênh YouTube Master Phùng Phương để biết thêm chi tiết nhé. Và để không gian thờ tự luôn nhận được cát khí, bàn thờ gia tiên cũng cần phải đặt tại phương vị tốt như là cung càn, cung âm quý nhân, cung thiên lộc, hay là đón nhận những nguồn năng lượng tốt từ các thiên tinh tốt đáo tới trong cái vận mà chúng ta sinh sống đó. Và lưu ý thứ hai là không gian đặt bàn thờ chủ về âm. Chúng ta cần phải khẳng định rằng không gian chủ về âm, nghĩa là nơi mà chúng ta đặt bàn thờ ấy, cần phải tránh các yếu tố dương nó quá lấn át. Ta cần phải xét về tâm linh và phong thủy để có thể lý giải kỹ càng hơn cho cái điều này. Như chúng ta đã biết, không gian đặt bàn thờ gia tiên là nơi thờ tự và hướng tới những người đã khuất như là chư vị Phật Thánh, thần linh gia tiên chẳng hạn. Chính vì vậy nên là một yêu cầu không thể thiếu, không gian này sẽ cần phải có sự tĩnh tại, thanh tịnh và tạo cảm giác mát mẻ. Điều này lý giải vì sao là một trong các cái phạm kỵ cần phải tránh. Trước đây tôi đã từng nhấn mạnh là không gian này không nên để nắng, gió trực xung, thổi mạnh. Nắng gió hay là nhiệt độ quá cao đều là những yếu tố chủ về dương và không phù hợp với yêu cầu tụ âm ở bàn thờ chúng ta. Vậy thì vị trí đặt bàn thờ sẽ cần phải lưu ý gì? Trên đây là các yêu cầu tiên quyết chúng ta cần phải lựa chọn để mà đặt vị trí bàn thờ gia tiên lý tưởng về phong thủy. Đầu tiên là chúng ta cần phải nhấn mạnh một điều, dù là tiêu chí nào chăng nữa, vị trí rất quan trọng nên chúng ta sẽ cần phải đặt ở nơi có trường khí tốt ở trong nhà chúng ta. Điều này liên quan đến các yếu tố chuyên môn phong thủy nên là các bạn có thể liên hệ với nhóm trợ lý hay là để lại bình luận để mà các bạn có thể trợ giúp cho các bạn. Ngoài ra thì cách cục của bàn thờ gia tiên lý tưởng về phong thủy cũng cần phải lưu ý về các yêu cầu như là cần phải có điểm tựa, cần tránh các cái tác nhân gây xáo động trường khí hoặc là thiếu trang nghiêm. Tôi đã chia sẻ về các điểm này ở trên kênh YouTube Master Phùng Phương. Các bạn có thể tìm kiếm là thế phạm bàn thờ và có chữ Phùng Phương ở đằng sau. Thế phạm bàn thờ có chữ Phùng Phương ở đằng sau thì các bạn sẽ ra những cái video clip tôi đã hướng dẫn rất chi tiết những điều này. Dạ vâng, thầy cho hỏi một chút là có những gia đình thì người ta có những bàn thờ thiên bên ngoài đi ạ. Thì với cái bàn thờ thiên bên ngoài này thì chúng ta có cần lưu ý gì về như là bàn thờ gia tiên không ạ? Dạ vâng, ở bên ngoài ngôi nhà chúng ta có một số người sẽ làm một bàn thờ nhỏ. Có một số nơi thì các bạn đặt tên là cây hương ngoài trời, có một số nơi thì gọi là ban thiên, có một số nơi thì gọi là ban ngoài trời chẳng hạn như vậy. Thì những nơi như vậy tùy từng vùng miền mà chúng ta sẽ có sự sắp đặt khác nhau. Và đối với cả phong thủy chính phái thì đây chính là khu vực hậu thổ. Hậu có nghĩa là mẫu hậu, có nghĩa là bà mẹ đất ấy. Đây là nơi thờ bà mẹ đất. Và cái nơi đặt hậu thổ này cũng có những cái đấu pháp, cũng có những cái học thuật mà chúng ta sẽ cần phải áp dụng. Điều này tôi đã chia sẻ trên kênh YouTube Master Phùng Phương. Các bạn có thể tìm kiếm là ban thiên kèm với chữ Phùng Phương thì sẽ ra những clip tôi đã hướng dẫn đó. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ từ thầy Phương ạ.